nó nhậu đâu trong khoảng mình biết nó khoảng 5 ngày nay là nó có tâm sự gì nói là đứng lắm. Mấy người nhậu ngoài vôi đó nó nói là nó nói là nó nhậu với nó một lần, bữa nay là ngày cuối cùng đó. Vậy là giống như là để là một lời chối vậy ha, là có người thấy và cản lại cản không kịp ha. Thì chú này cũng lên tiếng là hỗ trợ cho chú đó, rồi chú đi phụ là cách đây 2 ngày. Cách đây 2 ngày là cái chú Khể này có lên tìm chú để rủ chú nhậu. Trước khi nó nhảy nha. Dạ, mà nhưng mà lúc đó thì chú do chú bận công việc gì đó chú không nhậu ha. Lúc đó thì chú Khể cũng không có tâm sự về vấn đề như buồn bã vậy ha. Nó cặp cổ, nó cười vui, nó móc tiền ra một bóp tiền đó, tôi ngồi cho anh tôi anh nhậu được kia. Dạ. Bữa nay mắc kẹt đi tám rồi không có đi nhậu được thì nó đi. Nó đi nhậu đâu dưới kia nữa rồi nó về qua. Dạ. 2 ngày sau nó mới là mới chạy cầu mà. Qua 2 ngày sau. Dạ. Thì khi mà một người bạn thân của mình á, khi hay tin là lúc đó chú cũng có lấy ghe chú đi tìm đó, có. Dạ. Lên đây nè, bị gia đình có mướn đò đó, rồi mình nhảy xuống đò mình đi phụ vậy đó. Dạ. Rồi hôm nay lấy ghe nhà đi. Là chú cũng lấy ghe nhà đi nữa ha. Giờ lại thấy chưa có tìm được nơi thôi cái cào bây giờ tôi về để phụ tìm nó giùm cho gia đình. Dạ. Chú làm nghề cào này lâu chưa chú? Mấy chục năm rồi. Theo như dạ, theo như một cái kinh nghiệm của một người sông nước như chú á, thì mình có thể đoán được là cái chú Khể này trôi xa không bao lâu, không bao xa không ta? Giờ nó trôi khoảng 10 cây trở lên chứ không. Dạ. Nếu mà nó không tấp ha, nó trôi theo giọt nước là từ 10 cây trở lên chứ không có dưới. Dạ. Rồi còn nữa là theo cái cặp ven hay cái con sông ven hai bờ của sông này là có lục bình hay chà gì nhiều không chú? Có, mùa nam này nó lục bình nó thổi về bên mình không à, bên đây không nè. Dạ. Nên nhiều khi chạy cũng tìm, nhiều khi. Dạ. Nằm trong lục bình cũng chừng. Bởi vì khi mình sợ cái vấn đề đó chú, nếu như mà gài vô có đó lúc lục bình ha, mình cũng khó tìm nữa. Khó tìm. Thì chú có biết là chú Khể này biết bơi biết lội gì không? Không. Là tiếng Anh không biết bơi ha. Ông này. Dạ. Chắc vô bơi lội, chắc vô phương rồi. Dạ. Trên bờ rồi. Chỉnh mà một cái quần jean đó rồi nhảy xuống đây đó, nhảy trên đó chú tới đây để tức nước cũng chết. Vậy là vào thời điểm mà lúc mà chú Khể bỏ xe anh cầu là lúc đó chú xỉn hết rồi. Nó mấy nó nhậu đâu trong khoảng chừng biết nó cỡ khoảng 5 ngày nay là nó có tâm sự gì nói là thiếu lắm. Dạ. Giống như là trong người có một cái tâm trạng nó không được tốt ha. Rồi mới nhậu liên tục luôn. Chắc độ nhậu vô cái cộng theo cái sự mà tâm trạng đó. Rồi có một cái suy nghĩ tiêu cực quá rồi nhưng là đi đến cầu không có một ý định bỏ xe trên cầu luôn quá. Cái đó nghe mấy người nhậu ngoài vôi đó nó nói là nó nói là nó nhậu với nó một lần, bữa nay là ngày cuối cùng đó. Dạ. Vậy là giống như là để là một lời chối vậy ha. Rồi trước khi đi là để lại một lời chối với mấy người nhậu chung là bữa nay nhậu là ngày cuối cùng. Lên đầu nè. Ý là trước khi nhậu là nói rồi. Chắc mấy anh kia cũng thiếu anh này ở gần nhà giỡn cái chơi thôi mà không đợi mà giỡn thì ông nhỏ xác hơn. Vậy là có người thấy và cản lại cản không kịp ha. Người không có nhảy. Nhảy. Ông kia ông nhỏ con giờ anh đi đổ dầu này. Tôi chạy về nhà bỏ cào xuống đi nặng đi tìm chứ. Dạ. Đâu có để nguyên nhà nó đâu. Trời ơi tôi xâm lý thì chú này cũng là người bạn của chú Khể nè. Thì chú hay tin chú cũng đã đi kiếm hết một lần rồi. Đó, đi tới 12 giờ về tới nhà 12 giờ. Gì hả? Rồi hôm nay thì chú cũng quyết tâm đi tìm nữa. Lấy ra nhà đi tìm. Cái lúc mà khi mà chú Khể đó ra đi tại cầu đó là lúc đó nước ròng hay nước lớn hả chú? Nước ròng. Nếu mà nước ròng hướng nào? Đây nè, đang ròng nè. Là chảy về hướng của Cần Thơ. Chảy ra sông nè. Chạy xuống biển chứ không phải chạy về. Xuống biển hả? Đây xuống biển có 70 cây à. Vậy là mình theo chú tiên đoán là chú đi tìm cái cặp mé mình là chạy dài xuống hướng xuôi con nước ha. Mình quay trở lại. Dạ. Thì hy vọng là ngày hôm nay cũng như là 3 đêm 4 ngày đi
hy vọng là hôm nay sẽ tìm gặp được anh, được chú, tại vì cũng lâu rồi. Lần gần đây nhất là anh gặp hỏi là mấy ngày rồi mấy sự việc này. Nó trước khi nó nhảy là 2 ngày trước á, gặp dạ. nó xuống nhà. Dạ. Rồi lúc đó ảnh có tâm sự gì á? Không, nó xuống nó khe, nó bóp tiền, móc ra mà cái bóp tiền nhóc hết trơn, nó rủ để nó đi mua mồi về nhậu mà bị nghe bà chị á. Mới Đài Loan mới gì á. Dạ. Mới cho tiền. Mới từng rồi á, mới chủ nhật từng rồi á. Dạ dạ dạ, rồi chú cứ đi tìm kiếm gia đình. Rồi cảm ơn chú. Thì chú này là bạn của anh Khởi nha. Sau khi mà một lần gặp nhau, hai người gặp nhau lần cuối cùng thì lúc đó thì chú Khởi có đến rủ chú này nhậu. Nhưng mà do chú bận cái công việc á, cho nên chú không có nhậu cả nha. Thì sau khi ngày hôm nay thì khi mà xảy ra sự việc thì chú cũng đã đi tìm, chú tìm cũng là mấy lần rồi. Ngày hôm nay thì chú cũng đi tìm tiếp nữa cả nha. Hy vọng là ngày hôm nay là sẽ tìm gặp anh để sớm mà đưa anh về để cho gia đình mình lo hậu sự nha. Vào thời điểm đó thì như chú chia sẻ là mực nước đang gồng thì hướng này chảy về Cần Thơ cũng như chảy về ra biển nữa nha. Theo cái nghề kinh nghiệm nghề sông nước của chú thì chú có chia sẻ nếu như mà mấy ngày nay tầm khoảng trôi, nếu mà trôi tầm khoảng cả 10 cây số thì cái vấn đề nó như thế nào, và cái kết quả tìm kiếm của anh Khởi này ra sao, thì mời cả nhà mình cùng đón xem tiếp những video tiếp theo của trên kênh YouTube Thanh Hải An Giang cũng như là Vĩ Linh AG hoặc là Lê Ngọc 67. Cả nhà nhớ xem đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Hải nha. Như cái thông tin sáng thì cho rằng là có một chiếc xà lan phát hiện á. Có một chiếc xà lan phát hiện ở đằng này thì khi mà gia đình đến đó thì không phải cả nhà. Khi mà phát hiện cái vật thể lạ chiếc xà lan cho hay đó, thì khi mà gia đình chạy đến đó thì không phải là cái thằng của anh Khởi mà là một cái con heo đó. Và gia đình cũng đã chia ra nhiều ngã nhiều hướng để mà đi tìm kiếm anh. Đây là một cái ghe cào của người bạn của anh Khởi nè. Hôm nay là ông chủ ghe cào này ông sẽ đổ dầu vô để mà ông đi tìm tiếp, đi cùng với người nhà nha cả nhà. Kệ ghe đó gì vậy kìa? Có một ghe đấy cũng đang về kìa. Đó. Có cờ đó. Anh chị ở đó phải không? Có về một chiếc nữa. Về một chiếc rồi. Có cờ nè. Anh chị ở đây phải không? Đang tới cầu đó phải không? Kệ tới kìa. Cái này mình đi tìm mình chạy sát mé á. Dạ. Bây giờ mình đi theo cái hướng gió nè, tấp bắt đầu mình đi hướng đó trước. Dạ. Đây một chiếc về nè. Chắc chiếc này nữa chắc đi hướng chung với mình luôn hả chú? Chiếc này nó kiếm đâu kiếm mình chạy theo mình hướng của mình thôi. Tiếng này mình chia ra ha. Ủa hai chiếc này đi chung hay gì thêm chiếc nữa kìa?
Đó thì vừa về thêm một chiếc nữa nè cả nhà. Vừa về thêm một chiếc nữa vẫn chưa có kết quả nha. Ở sau phía sau cũng còn một chiếc nữa nè. Ở sau còn một chiếc nữa cũng vẫn chưa có kết quả gì luôn. Đi xa chú? Đây vừa về thêm một chiếc nữa nè. Đó. Cái này thì tăng cường thêm một chiếc ghe cào của bạn của anh Khởi đến nữa nha. Tăng cường thêm một chiếc nữa để mà mở rộng cái phạm vi ra hay đi tìm. Thì như cái sự đánh giá và nhận xét của anh chủ ghe cào á thì nói rằng là sẽ đi ra cái hướng về hướng ra biển á cả nhà, để xem như thế nào. Hiện tại đang chờ người nhà đến để mà cùng đi nè. Giờ chạy mẹ xuống dài dài xuống bánh cát rồi chứ lên. Sáng giờ thì bên gia đình cũng đi tìm kiếm và cũng đã về với nhà, chưa có thấy. Về để mà ăn uống gì đó xong rồi sẽ tiếp tục một cái cuộc đi tìm kiếm nha. Bên đây thì có ba cái nhang gia đình đốt nè. Ở đây là cầu Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long nha cả nhà. Đây thì chiếc ghe cào của người bạn của chiếc Khởi chuẩn bị xuất bến để mà đi tìm nè. Chưa vậy? Chưa, chạy đặt tổ luôn. Chạy vậy,
Dạ thì về vấn đề thông tin của vụ việc tìm kiếm anh Khải 49 tuổi bỏ xe trên cầu ra đi 3 ngày nay thì như thế nào, mình mời quý bà cô chú anh chị em cùng đón xem cái video tiếp theo của Thanh Hải đăng tải lần sau nhé. Thanh Hải xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau ạ.